Ngụy hoa nghệ Tây, hay còn gọi là saffron, được biết đến là loại gia vị đắt nhất thế giới với nhiều công dụng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Vậy loại hoa này có thể đem lại điều gì mà được gọi là thần dược thiên nhiên? Hãy cùng bác sĩ y học cổ truyền Vũ Văn Đài, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sa Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Town City tìm hiểu nhé. Có thể nói ngay để bạn biết, nghệ Tây hiện chưa thấy được trồng ở Việt Nam. Nghệ Tây được trồng phần lớn ở Iran và một số quốc gia khác như Tây Ban Nha, Ấn Độ và Hy Lạp. Hoa có màu tím nhạt, nhụy màu đỏ giống như sợi chỉ. Khi phơi khô, được sử dụng như một loại gia vị và tạo màu cho món ăn. Tuy nhiên, những công dụng cao nhất của nhụy hoa nghệ Tây nằm ở những giá trị cho sức khỏe. Đầu tiên phải nói đến những công dụng hỗ trợ chữa bệnh như giúp bạn cải thiện trí nhớ. Trong saffron chứa hai hoạt chất glycine và quercetin có tác dụng cải thiện trí nhớ, tăng khả năng ghi nhớ và giảm nhức đầu rất hiệu quả. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, nhụy hoa nghệ Tây rất có tiềm năng trong việc điều trị các bệnh ảnh hưởng đến não, chẳng hạn như Alzheimer, hội chứng suy giảm trí nhớ hay Parkinson. Saffron còn là loại dược liệu chống trầm cảm mức độ nhẹ và trung bình hiệu quả. Flavonoid, alkaloid và saponin trong nhụy hoa nghệ Tây sẽ giúp cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt giúp tránh sự thiếu hụt lượng chất serotonin là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm. Như vậy, dùng saffron có thể cân bằng lại các hoạt chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là serotonin. Chị em có cảm thấy mệt mỏi, đau lưng hay đau bụng mỗi khi kỳ kinh đến, hay trước kỳ kinh nguyệt bạn luôn cảm thấy khó chịu hay cáu gắt, thậm chí là tâm trạng căng thẳng? Hãy thử một chút saffron, bạn sẽ cảm thấy dịu đi các triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu trong những ngày đen đỏ. Saffron còn được biết đến với công dụng cải thiện chứng mất ngủ. Hai chất glycine và saffrana từ nhụy hoa nghệ Tây có thể giúp hệ thần kinh thư giãn, từ đó cải thiện mất ngủ. Đây là liều thuốc ngủ tự nhiên rất tốt cho người già. Thêm một công dụng nữa mà có thể bạn chưa biết, trong saffron có chứa thành phần có khả năng làm giảm huyết áp, phòng ngừa một số bệnh tim mạch, giảm khả năng hoạt động của cholesterol gây tổn thương mô. Các nhà nghiên cứu tin rằng những đặc tính chống oxy hóa của loại dược liệu này có tác dụng bảo vệ cơ thể trước các nguy cơ bệnh lý tim mạch. Trong saffron, các chất tương tự glycine làm tăng đáng kể lưu lượng máu trong võng mạc và màng mạch, cũng như tạo điều kiện phục hồi chức năng võng mạc. Trong nhụy hoa có chứa các chất như picrocrocin và saffrana sẽ giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa như viêm loét đại tràng, viêm loét dạ dày. Ngoài tác dụng với sức khỏe thì saffron còn được nhiều chị em truyền tay nhau về khả năng làm đẹp hiệu quả như là giảm thâm, mờ sẹo. Sự thật là nhụy hoa đặc biệt này còn có thể góp phần chống lão hóa, cải thiện sắc tố da, giúp da sáng mịn. Với rất nhiều công dụng kể trên, nhụy hoa nghệ Tây saffron đang ngày càng được biết đến và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, với những